Đường đời con bao nẻo chông gai, đây mới là hạnh phúc em ơi. Xin chào tất cả các anh. Trước khi vào video, anh em bấm nút like, nút subscribe để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình thông báo cho tất cả các bạn, cho anh em một cái tin, là không biết là tin vui là tin buồn luôn. Hiện tại tập càng VS nó đã trả về cho mình dí nha các bạn. Sau khi các bạn đăng ký hoàn thành, các bạn sẽ nhận được 100 tập càng VS. Giá trị hiện tại của nó là một tập càng cho 1 đô, mà hiện tại nó chưa mình chơi rút ra các bạn ơi. Mình cũng có liên hệ bên support của nó. Hiện tại giờ tại vì số lượng thành viên của này chưa đạt yêu cầu của nó các bạn, với hiện tại là dự án của nó. Nói chung thì đang phát triển, hiện giờ nó chưa cho mình rút. Khi nào nó cho mình rút thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn tiền các bạn. Thật là một cái tin là cũng hơi đáng buồn cho tất cả anh em. Đây thì hệ sinh thái, đây thì mạng lưới của nó nè. Mạng lưới nó thì mình đã cũng chia sẻ cho được nhiều bạn rồi, 4 5 bạn gì mà, nhưng mà KC được 2 bạn, mình cũng đã nhận được 40 tục càng, khoảng là được 40 đô đó. Đây thì mình cho tất cả các bạn coi hệ sinh thái của nó nè. Bạn cảm giáo dục, sản phẩm bất động sản, tài chính, trò chơi, kinh tế, chia sẻ luôn nha các bạn. Một cái vô sale này là một cái như là một cái cộng đồng bên tài chính kết hợp được nhiều dự án, nhiều dự án có tầm cao kết hợp luôn nha các bạn. Đây thì mình vô tài chính cho các bạn coi nè. Nói chung thì cái website này rất là uy tín nha tất cả các bạn. Rồi, bên đây không có gì hết. Mình qua bên kinh tế chia sẻ nè. Link đăng ký và link hướng dẫn đăng ký cho tất cả các bạn thì còn mình để dưới phần link mô tả đó. Bạn nào chưa chơi thì nhấp vô phần link mình đăng ký, còn không biết đăng ký thì coi cái video mình hướng dẫn nghe tất cả các bạn. Shop 100 mua hàng cho đó. Nó kết hợp với công ty có trụ sở 9 tầng của 12. Công ty ATM Lucky thì các bạn nhất tất cả các bạn nào trang kiếm tiền online chắc ai cũng biết rồi. Nè, đây mình giới thiệu nè. VinaSource là một trung tâm bộ lọc kinh doanh nghiệp sản phẩm đủ tầm chất lượng hàng tốt đầu, tạo thành một chuỗi hệ sinh thái giá trị thiết thực để đáp ứng thọ từng từ nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực trọng tâm nhà đời sống. Đặc biệt thành viên của Polis luôn nhận được giá trị tốt nhất, thậm chí là miễn phí. Thì hiện tại nó có một chương trình miễn phí nhận tốc cần, thì các bạn cố gắng tham gia nha các bạn. Rồi mình click bio gạch. Đây mình cập nhật thêm cho tất cả các bạn nha các bạn, để cho các bạn yên tâm mà chiếm. Đây thì đầu tư, những mình đầu tư. Mỗi cái video mình đăng lên có khoảng 3 4 phút, các bạn coi không có mất thời gian luôn. Trò chơi bất động sản, giáo dục, khoan hệ sinh thái này nó có giới thiệu mình hôm nào là nó khoan dịch vụ. Hiện tại các bạn đăng ký để làm thành viên của VS Value Sale này để nhận token miễn phí các bạn và tham gia những nguồn thu nhập thụ động các bạn. Đây thì cái token VS này nó sẽ
cái sàn chấm hu đi các bạn, mình có để cái liên sàn cho các bạn với mà đăng ký mà tham khảo các bạn. Vì cái này là cũng như một cái trang mạng kết nối cộng đồng của những nhà đầu tư lớn các bạn, có Kindle Game đâu, nó kết hợp với Kindle Game, Lucky ATM của, nói chung thì nhiều dự án kinh doanh lớn rồi các bạn. Đây các bạn đăng ký một cái tài khoản, các bạn tìm hiểu thôi, rất là đẹp luôn. Nhưng mà nói về hợp tác với Kindle Game thì cái độ uy tín của nó các bạn khỏi khỏi bàn đi. Kindle Game, ATM Lucky luôn. Thôi vậy mình không có làm mất thời gian cho tất cả các bạn nữa nha các bạn. Thì các bạn nhớ bấm nút like và đăng ký. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Có cập nhật clip nào tiếp theo mình sẽ đăng lên.